Nhắm mắt khi anh đến, tập 5. Nói cho tôi biết, anh muốn tiết lộ điều gì? Ai là mục tiêu đầu tiên của anh? Trước mắt khoảng thời gian ngắn nhất có phát hiện là khoảng 3 tuần. Có thể Tiểu Kim vẫn còn sống, nhưng cũng không còn sống được bao lâu. Anh làm gì thế? Tôi đang cảm nhận. Tôi không thể tiếp tục làm việc cho anh nữa. Giáo sư Bạc. Chào. Sao ở đâu mà nhiều đồ thế này? Phần thưởng từ tiệc mừng công ty của phó Tử Ngộ tròn một năm. Tôi cũng không biết tại sao lại tặng tôi những thứ đó. Nhiều quá. Làm sao tôi lấy hết được? Hay là tôi chỉ lấy một phần thôi? Lấy không hết thì vứt đi. Để ở chỗ tôi làm gì? Chúng sẽ không ngừng sinh sôi sao? Đừng mà, vứt đi lãng phí quá. Hay là chúng ta cứ đốt hết đi. Đốt hết đi. Phiền anh phụ chúng tôi chuyển đồ có được không? Làm ơn đi mà. Nặng quá. Từ từ thôi, từ từ nhé. Từ từ. Cá chui hết vào trong giày rồi. Chị ơi, hay là tháo giày ra đi. Để đây đi, em đi gọi mọi người đến. Họ đồng ý không? Đợi một chút nhé. Bật lửa của em đâu? Cho em một cái. Em cũng muốn một cái. Chậm thôi, từ từ thôi. Cái này hướng về bên kia. Hay quá, hay quá. Anh đừng nói gì cả. Anh mà nói chuyện sẽ phá hỏng bầu không khí. Chị ơi, sao anh đó không đốt pháo? Có phải anh ấy cũng sợ giống em không? Anh có muốn tới đây cùng đốt không? Tới đây đốt pháo hoa đi mà. Anh đốt cái kia đi. Thân, bà Cận Ngôn, mau quay lại đi. Quay lại mau đi. Anh mau quay lại đi. Ôi, đẹp trai quá. Ôi, sao bà ngầu thế? Lát nữa còn có một cái to hơn nữa. Em bé, em tưởng anh sợ hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi và kali. Đơn giản như vậy sao? Trên thực tế, anh đã từng gỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp 100 lần như thế này. Em có hiểu bom là gì không? Bom ấy, boom. Xin lỗi, em cứ mặc kệ anh ấy đi.
Trước đây sao anh lại gầy như thế? Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi. Anh không muốn trả lời cũng không sao. Bị bệnh. Vậy bây giờ đã khỏi chưa? Vớ vẩn. Nếu chưa khỏi thì người cô thấy bây giờ chỉ là một cái xác. Vậy thì tốt. Ngày mai anh tới nhà tôi cùng ăn cơm đi. Chúng ta cùng nhau ăn Tết. Tới nhà cô. Đúng thế. Anh chỉ có một mình. Tôi mời anh. Tôi có thể ở biệt thự. Mẹ tôi rất thích náo nhiệt. Cứ có khách là bà vui lắm. Anh coi như giúp tôi tụ tập thêm một người đi. Nói nhỏ cho anh biết nhé. Mẹ tôi nấu món cá rất ngon đấy. Đi nhé. Ai bầu bạn từng dài, đi đến nơi phong tình hữu ý. Bà ấy làm món cá gì thế? Đêm nay ánh sao xa thật gần. Em đang ở chốn mình ước hẹn, đợi chờ anh, cuối cùng cũng tỉnh cơn mộng. Pháo hoa trong đêm là minh chứng duy nhất của anh. Có triệu triệu vì sao, con tim vì anh rung động. Cùng anh đường dài gắn bó kề bên. Chào bác. Cậu là giáo sư Bạc đúng không? Mau vào đi, mau vào đi. Không vội đâu, cho còn một người anh em đang lấy quà dưới tầng. Có phải anh đóng vai Bạc Cận Ngôn đến nghiện rồi không? Mẹ, đây mới là giáo sư Bạc. Đây là mẹ tôi, đây là em gái. Giáo sư Bạc, chào anh. Chào bác giảng, chào cô giảng. Mau vào nhà đi, mau vào đi. Này, cô không giới thiệu tôi à? Đây là anh Phó Tự Ngộ, bạn của giáo sư Bạc. Cháu chào bác gái. Cho dù cháu không mời bà đến, nhưng bác đừng chê cháu ăn nhiều nhé. Ai đến cũng đều là khách mà, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Mau vào nhà, mau vào đi. Nào đưa tôi. Mẹ, như thế này được chưa? Con nhìn xem, còn chưa đánh sạch vảy kia kìa. Con đánh sạch rồi mà. Ở đây không cần con nữa, con ra phòng khách tiếp khách đi. Không cần đâu mẹ, anh ấy cũng đâu phải là trẻ con, khách thì tự rót nước được mà. Giáo sư Bạc, tôi biết thời gian, tình huống đều không hợp lắm, nhưng tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Anh nói đi. Trong báo cáo phân tích tâm lý tội phạm, anh có viết cách đây một năm Tôn Dũng bắt đầu hành vi giết người, nhất định là có một xuất phát điểm. Nhưng chúng tôi đã điều tra toàn diện rồi, tất cả tình hình lúc đó của anh ta hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ việc gì có thể kích thích tới anh ta. Không có gì hết sao? Không có biến động tài chính, không có người thân qua đời, không có chuyện thất tình, thậm chí chưa từng xảy ra xung đột với bất cứ ai. Hiện cuộc sống của anh ta rất ổn định, không có gì khác thường. Tôi thật không thể tìm ra rốt cuộc là chuyện gì đã kích thích anh ta. Là chuyện gì? Hoặc là ai đó? Người? Phát họa tâm lý tội phạm của tôi không thể sai được. Nhất định là có gì đó kích thích anh ta. Chỉ là các anh tạm thời chưa phát hiện thôi. Giáo sư Bạc, anh xem cái này đi. Xung quanh những con số này chỉ toàn dấu vân tay của Tôn Dũng. Nhưng lúc thẩm vấn anh ta lại từ chối nói rõ hàm ý của những con số này. Chúng tôi cũng đã cho chuyên gia mật mã của cục cảnh sát thử tìm cách phá giải, nhưng đã thất bại. Bây giờ tôi muốn làm rõ những con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Những con số này không có ý nghĩa gì hết. Tôi không thể giúp anh được. Nhưng giáo sư Bạc, như thế thật không hợp logic. Chắc chắn nó nói là một điều gì đó. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Phân tích hành vi phạm tội, tìm kiếm cách thức đặc trưng của hắn, bắt giữ hắn,
ngăn cản hắn. Công việc của tôi đã kết thúc rồi. Tôi không muốn biết trong não của tên biến thái này rốt cuộc có ý nghĩa điên cuồng như thế nào. Những con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không? Cho dù có ý nghĩa gì, tôi cũng không hứng thú. Nào nào, vào ăn cơm thôi. Đi thôi giáo sư Bạc, đi ăn cơm thôi. Giáo sư Bạc, vụ này may mà có cậu giúp sức mới có thể kết thúc nhanh như vậy. Tôi thay mặt Cục Cảnh sát thành phố xin cảm tạ cậu. Tôi chỉ hoàn thành công việc của mình. Không hề tồn tại loại tình cảm giúp đỡ cá nhân mà ông nói. Ông không cần cảm ơn. Cục trưởng Lý, cậu ngôn khiêm tốn mới mà. Ý của cậu ấy là những chuyện nhỏ như vậy không cần bận tâm. Được rồi, uống thôi. Nào, mọi người cùng uống đi. Mẹ nghe nói ở nước ngoài lấy được bằng giáo sư rất khó. Con xem, cô Bạc trẻ thế kia mà đã làm phó giáo sư rồi. Thật không hề đơn giản. Thực ra với thành quả sự nghiệp của cháu, hoàn toàn có thể lấy được bằng giáo sư trở lên. Chỉ là không đủ tuổi nên bị họ từ chối. Con xem, cậu ấy còn giỏi hơn mẹ nói nhiều. Có thể nói vậy. Nào nào, ăn cơm thôi. Giao Giao, đã tìm được nhà ở Giang Châu chưa? Đúng rồi đấy Giao Giao, chỗ ở của con gái không thể qua loa được. Điều kiện phải tốt một chút, chủ yếu là phải an toàn. Để Huân Nhiên sắp xếp cho cháu. Vâng, không cần đâu ạ. Anh Huân Nhiên cũng không quen thuộc Giang Châu. Cháu tính sẽ tới đó trước nửa tháng để chuẩn bị. Giang Châu là địa bàn của tôi rất rành. Chuyện này tôi có thể giúp. Sao có thể phiền cháu giúp được? Không phiền chút nào đâu ạ. Bác à, gần đây đúng lúc cháu có người bạn cần tìm nhà. Chỗ đó rất gần với công ty của Giảng Giao. Nhưng tiện thôi mà. Vậy bác phải cảm ơn cháu rồi. Bác không cần phải cảm ơn cậu ấy. Cậu ta thích làm mấy chuyện này mà. Cháu nói xem, Giao Giao là con gái lại dọn ra ngoài sống. Bác lại không giúp được gì cho nó. Thật là bác lo lắm. Bác gái bác cứ giao Giảng Giao cho cháu. Bác cứ yên tâm. Nào Giao Giao, mau cảm ơn anh phó đi. Cảm ơn anh phó. Tiểu phó, thử cái này đi. Thế nào? Ngon lắm hả? Rất ngon. Ngon thì lần sau phải thường xuyên đến đây nhé. Nhất định cháu sẽ thường xuyên đến. Lần sau bác sẽ làm bánh bao nhân cá cho cháu, có được không? Dạ cảm ơn bác. Nào cùng nâng ly. Cạn ly, cạn ly nào. Uống đi nào. Uống được thì uống nhiều vào. Mẹ, tâm trạng mẹ tốt quá nhỉ. Giao Giao, mẹ thấy cậu phó Tử Ngộ rất được. Mẹ nghĩ gì vậy? Còn với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ biết, chẳng phải giờ con tốt nghiệp đại học rồi sao? Gặp được người thích hợp thì có thể suy nghĩ. Cậu nói xem có phải mẹ Giảng Giao nhắm trúng tôi rồi không? Muốn tôi làm con rể không? Lúc nãy ăn cơm bà ấy cứ cười với tôi suốt. Có điều, kiểu con gái rượu như Giảng Giao không phải là mẫu hình của tôi. Tôi vẫn thích những cô gái nóng bỏng hơn. Thế còn Bạc Cận Ngôn? Bạc Cận Ngôn, con không có ý gì. Con chỉ thấy hai người họ cùng đến. Mà sao mẹ lại không nhắc đến Bạc Cận Ngôn chứ? Nói thật lòng, Bạc Cận Ngôn cũng rất tốt. Có điều, cậu ấy là chuyên gia tâm lý tội phạm. Hơn nữa, mẹ còn nghe nói cậu ấy còn chuyên bắt những tên tội phạm biến thái điên cuồng nhất. Rất nguy hiểm. Không thể nào. Điều này không logic. Có lẽ là ảo giác của cậu thôi.
Andy, anh nghĩ thế nào? Tôi đồng ý cách nghĩ của giáo sư Bạc. Bạc tiên sinh, bất kể là vóc dáng, tướng mạo, trí tuệ hay tài chính đều tốt hơn anh. Điều này thực sự không hợp logic. Này, là tôi tạo cho anh đấy. Sao anh có thể bênh cậu ta như vậy chứ? Đó gọi là đánh giá khách quan. Cần không? Có thứ cho cậu này, xem đi. Lúc đó cậu muốn tuyển giảng giao làm trợ lý, nhưng không ngờ cô ấy lại từ chối. Tôi rất tiếc. Theo như thường lệ, tôi đã lấy danh nghĩa của cậu, lấy được những tài liệu chi tiết về cô ấy. Cậu hỏi tôi sao lại lo chuyện bao đồng, thuê nhà hộ cô ấy. Thực ra tôi rất thương cô ấy. Bố cô ấy mất khi cô ấy mới 6 tuổi. Lúc đó bố cô ấy là đội phó đội cảnh sát hình sự. Do bị tội phạm báo thù, bố và ông bà nội cô ấy đều đã bị giết hại. Khi đó cô ấy và em gái ở ngay phòng ngủ bên cạnh. Nếu như cảnh sát không đến kịp thì có lẽ cũng không sống nổi. Nhắm mắt lại đi. Hãy cất cho kỹ, đừng để giảng giao nhìn thấy. Tôi đi trước đây. Vẫn sống. Sao vẫn sống như thế? Cái gì sống? Thì là cá. Em đang đánh vẫy nó. Sau đó tự nhiên nó quẩy đuôi một cái, nhảy cả ra ngoài. Thế là vẫy cá cũng không đi luôn. Cá còn sống đúng không? Vậy khó cho em rồi. Làm em sợ chết khiếp. Huyên, mẹ chịu con hư thật rồi. Con tưởng cá tươi mẹ mua ngoài chợ về đều là cá chết đấy à? Cái con bé này thật là làm em sợ chết mất. Này em đừng lại đây, bẩn lắm. Ngửi đi, thơm mà. Con bé này mau ra ngoài, để chị con ngủ một giấc đi. Không sao đâu mẹ, con cũng dậy rồi. Huân Nhiên, sao anh lại đến đây? Hôm nay không đi làm à? Không phải hôm nay em phải đi Giang Châu sao? Anh xin đội nghỉ phép đưa em ra bến xe. Xong chưa? Đi được chưa? Đợi đã. Sao thế? Hôm nay Bạc Cần Ngôn cũng đi Giang Châu. Hôm qua anh ấy gọi cho em, bảo em ngồi xe anh ấy đi cùng luôn. Vậy cũng được. Khi nào anh ta đến? Nhìn cái gì? Nhặt rau đi. Khoan đã. Mẹ, không cần mang nhiều cánh gà kho như vậy đâu.
Con không thích ăn cá khô thì đừng mang theo. Mang cái này đi. Mang hết đi. Chị thích ăn cánh gà, giáo sư Bạc thích ăn cá khô. Được rồi, vậy thì mang hết đi. Được rồi bà mẹ. Mang nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì? Đến Giang Châu phải ngồi xe tận 3 tiếng đó. Tài xế rất vất vả. Trách nhiệm của người ngồi ghế phụ là phải đảm bảo công tác hậu cần. Xin chào quý khách. Theo yêu cầu của anh, hai căn phòng này đều đã được dọn sạch sẽ rồi. Quý khách có cần kiểm tra lại không? Không cần đâu, anh rất chu đáo. Alo. Hôm nay cậu ấy đi Giang Châu à? Đúng thế. Lịch trình mấy ngày nay của cậu ấy đã sắp xếp thế nào rồi? Chắc chị quên, tôi không phải là thư ký của cậu ấy. Vậy cậu báo cho cậu ấy, đến nơi thu xếp xong lập tức gọi cho tôi. Chắc chị lại quên nữa rồi, tôi cũng không phải là thư ký của chị. Sao toàn là nhạc giao hưởng thế này? Ai lại nghe nhạc giao hưởng khi chạy xe đường dài chứ? Nhạc giao hưởng giúp nâng cao phẩm vị, tăng cường cảm tính. Xin cho phép tôi giới thiệu với cô bản nhạc Beethoven do dàn nhạc giao hưởng Berlin diễn tấu. Đương nhiên rồi. Bác tài thích nghe gì mới là quan trọng nhất. Công việc mới của cô là gì? Thương mại quốc tế. Chính là mua vào bán ra, dịch tờ khai hải quan, ký hợp đồng, tham gia mấy chuyện đàm phán kinh doanh đó à? Vô vị, tầm thường, lãng phí cuộc đời. Hồi tuổi học, tôi có một người bạn cùng lớp tên là Tiểu Minh. Rồi sao? Tiểu Minh muốn ngồi cùng bàn với Lệ Lệ. Nhưng Lệ Lệ đã chọn ngồi cùng bàn với Tiểu Cương rồi. Sau đó ngày nào Tiểu Minh cũng chạy đến trước mặt Lệ Lệ, nói với bạn ấy là Tiểu Cương vừa béo vừa xấu, ngày ngày đi học đều quên mang tẩy, nếu ngồi chung bàn sẽ rất tệ. Anh nói xem, cô bạn tiểu học đó có phải rất trẻ con không? Đố kỵ là một trạng thái tâm lý rất bình thường của con người. Không chỉ học sinh tiểu học, thực tế có rất nhiều người trưởng thành. Andy, thật hiếm có. Trước đây khi ăn cơm cùng cậu ấy hoàn toàn không ý thức được còn có người khác ngồi bên cạnh. Khi ăn cơm, giáo sư Bạc rất tập trung. Giao Giao, hành lý của em để hết trên xe à? Có ít đồ trong ký túc xá. Không phải em đã tốt nghiệp rồi sao? Sao chưa trả phòng ký túc xá? Đâu có, vừa hay bạn cùng phòng của em ở lại trường học tiếp, cho nên em mới để đồ lại đó. Trước khi tìm được phòng thì em cũng ở lại chỗ cậu ấy. Cô có thể đừng sỉ nhục tôi như vậy có được không? Ở ngay khu Nhị Hoàng, cách chỗ cô làm chỉ có 4 trạm xe, đảm bảo cô hài lòng. Được rồi, vậy thì em cũng không khách sáo nữa, mà em sẽ đi xem thế nào. Tại sao lại là ngày mai, tối nay? Mau ăn đi, đừng nói chuyện nữa. Hai người đều đẹp trai. Ai mới là chân mình thiên tử của cậu thế? Không có ai cả. Chỉ là mới quen trong kỳ nghỉ hè thôi. Người ta thấy mình sắp tốt nghiệp nên chỉ muốn giúp mình thôi. Chỉ là bạn bình thường. Không có cảm giác gì khác sao? Mình cũng không biết. Chẳng phải cậu nói là đã chuẩn bị xong hai căn hộ đó, có thể chuyển đến bất cứ lúc nào cũng được đó sao? Sao tối nay còn đưa cô ấy về trường làm gì?
Vẫn là câu nói đó. Cậu làm ơn có một chút y quy giúp tôi đi. Giảng Giao là một cô gái, luôn muốn tự mình đưa ra quyết định. Cậu không thể cứ giúp cô ấy sắp xếp mọi thứ được. Lẽ nào cậu còn không hiểu tại sao cô ấy vẫn không chịu đồng ý làm trợ lý của cậu sao? Tôi hy vọng cô ấy có thể tiếp tục làm trợ lý cho tôi. Cô ấy rất tốt. Tôi rất thích cô ấy. Đúng vậy. Tôi biết mà. Cô thấy sao? Địa điểm tốt thế này, căn hộ tốt như thế này, tiền thuê một tháng là bao nhiêu vậy? Tôi đã hỏi qua lương của cô rồi. Cô có thể thuê được chỗ này, nhưng mà cô phải tốn tiền lương 2 tháng đầu. Chỉ là không có bếp thôi. Nhưng cô cũng không cần dùng đâu. Nếu như chỉ là vì thuê nhà, chủ nhà chỉ có một số đồ dùng cơ bản trong nhà thôi, cho nên coi như là bỏ ra 2 tháng thuê miễn phí. Cô nghĩ thử xem, đợi sau khi cô chuyển đến đây rồi, lúc đó cô có thể dựa vào sở thích của mình để trang trí phòng. Cô có thể bố trí một bàn trà, cây cỏ hay thảm, gì cũng được. Chỗ này có thể treo một tấm rèm bằng vải trắng hoặc vải có hoa văn. Như vậy lúc ngâm mình có thể thả xuống. Tôi sẽ thuê căn hộ này. Sau này đây sẽ là phòng tắm của con gái. Hãy các anh đi ra đi, đi mà. Cô không cần phải xuống đâu. Hợp đồng thuê nhà của cô tôi sẽ giúp đưa lại cho chủ nhà. Thực sự rất cảm ơn anh. Nếu để tôi tự tìm thì chắc chắn sẽ không tìm được nơi nào tốt thế này. Không cần phải khách sáo. Khi nào dọn dẹp xong nhớ mời tôi ăn là được. Không vấn đề gì. Anh ấn lên tầng trên làm gì? Tôi về nhà. Về nhà? Anh ở tầng trên sao? Anh cũng ở căn hộ giống tôi. Ai giống với cô chứ? Căn hộ của tôi to hơn phòng của cô gấp 3 lần. Căn hộ nhỏ kia của cô chỉ đủ cho tôi để mấy thứ đồ linh tinh thôi. Đúng là căn hộ của cậu ấy to hơn của cô gấp 3 lần. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao anh ấy lại ở cùng tòa nhà với tôi. Bởi căn hộ của hai người đều là do tôi tìm giúp. Tôi đi trước đây. Tôi cũng xuống đây, tạm biệt. Chào cô, đây là chuyển phát nhanh của cô kiểm tra xem. Đây là chuyển phát nhanh của anh Bạc. Tôi gọi điện nhưng anh ấy không có nhà. Anh ấy bảo gửi ở chỗ cô. Mời cô cứ giúp vào đây. Cảm ơn anh.
Simon. Đây là bản tóm tắt xin việc của cô. Cô kiểm tra xem có vấn đề gì không. Bộ phận thị trường số 2. Tôi tưởng là ứng tuyển vào bộ phận kế toán chứ. Công ty chúng tôi căn cứ vào yêu cầu của chức vụ để đưa ra thứ tự sắp xếp hợp lý. Vị này là Bùi Trạch, người chỉ đạo công việc của bộ phận cô. Nhân viên mới à? Hoan nghênh cô. Tôi là Bùi Trạch. Chào anh, tôi là Giảng Giao. Giảng Giao. Cái tên này nghe rất hay. Tôi nhớ rồi. Cẩn thận. Bùi Trạch, anh quên là tuần này phải mời tôi đi ăn rồi à? Sao có thể quên được chứ? Tôi đang tìm thời gian để hai chúng ta ăn mừng riêng với nhau. Bùi Trạch, màu này tôi rất thích, cảm ơn anh. Tôi biết là màu đó rất hợp với cô mà. Anh đẹp trai là dẫn dắt người mới à? Nói gì thế? Cô Giảng đây là sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng, không cần tôi phải dẫn dắt, tôi chỉ là người chỉ đường thôi. Bùi Trạch kết tinh cho tôi. Được, đợi tôi một lát. Cẩn thận nhé, hãy bảo trọng, đừng để dẫm lên vết xe đổ của người khác trước đây. Này chị gái, chị đang nói gì vậy? Bộ phận thị trường số 2 chúng tôi đâu có lỗi với chị, đúng không nào? Đừng dọa nhân viên mới của chúng tôi. Giảng Giao, chốn công sở giống như giang hồ vậy, loại người nào cũng có. Tuy nhiên tôi tin cô sẽ nhanh chóng thích ứng thôi. Giảng Giao, đây là chỗ của cô. Nào, ngồi đi. Có thích không? Rất thích. Nếu cần gì thì tới bộ phận hành chính tầng 20 hỏi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Được, vậy tôi đi đây. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc. Đây là sổ tay bộ phận. Hãy xem qua đi nhé. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Đó là Uyển Vi. Xin lỗi đã làm cô giật mình. Tôi không biết ở đây còn có người. Chào cô, tôi là Tiết Thanh. Tôi là Giảng Giao. Đây chính là cô gái trước đây đã từ chức vị trí của tôi đúng không? Cô ấy không từ chức. Không từ chức. Cô không biết sao? Biết cái gì cơ? Sự việc ở biệt thự Lá Đỏ. Quá đáng sợ. Thật ngoài sức tưởng tượng. Tiết Thanh, sao đây một lát?
Sao anh lại vào đây? Sao cô có thể nấu ăn trong phòng tắm chứ? Sao anh có chìa khóa nhà tôi? Gõ cửa rất phiền mà. Cái cô cầm là chìa khóa nhà tôi. Tôi không muốn chìa khóa nhà anh. Tôi đói rồi. Anh đâu có nói là anh đến. Tôi chỉ chuẩn bị phần của tôi thôi, không có phần của anh. Dù cô cứ nhìn tôi chằm chằm thì món này cũng không ngon hơn đâu. Đây là gạo gì vậy? Gạo tám thái. Tôi đã mua hơn 20 loại gạo để so sánh. Cuối cùng chọn được loại này, mùi vị rất ngon đúng không? Để cái đệm này ở phía sau sẽ dễ chịu hơn. Rốt cuộc cô đã tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để trang trí căn phòng rộng chưa đến 40 m² này. Tôi tự nguyện mà, tôi thích công việc đó. Xem ra Tử Ngộ nói đúng. Anh ấy nói gì? Tôi đúng là không hiểu phụ nữ. Tôi nghĩ cả cuộc đời này chắc tôi cũng không thể nào hiểu được. Tại sao người phụ nữ này lại bỏ ra hơn 100 tiếng đồng hồ vào những việc này chứ? Đó gọi là cách theo đuổi chất lượng cuộc sống của tôi. Alo, Huân Nhiên à? Em đang làm gì thế? Mãi mới nghe điện thoại. Em đang rửa bát. Giờ mới ăn sao? Em ăn cùng ai? Với bà Cận Ngôn. Muộn thế này mới ăn tối sao? Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ? Làm gì có. Chẳng phải anh em mình vẫn cùng nhau ăn tối lúc 12 giờ đêm đó sao? Anh gọi em có việc gì? Chuyện những con số viết bằng máu đã có ít manh mối rồi. Chuyên gia của tỉnh sử dụng kỹ thuật tân tiến, lại tìm thêm được mấy con số mới nữa. Nếu cứ tiếp tục tiến triển, anh sẽ báo cho em và giáo sư Bạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
去，谁会伴我去，去到刹那清风里。今夜星光如里，我在约定之地等待你，终于把梦唤醒。可惜一心都为你，与你长路共相依。也许爱情放弃会比拥有更近，可是我想找到世界里。今夜星光如里，我站在约定之地等待你，终于把梦唤醒。黑暗烟火是你唯一沉溺，一生一颗心，一心都为你，与你今生共相依。